Ê, siêu nhân gao nha các bạn. Ồ, mang bên bờ luôn. Đang sơ tất nhất. Ở đây là Hiệp Sương. Hiệp Sương Phú Tân An Giang. Đấy, siêu nhân gao 5018. Tạ dần đầu. Sớ này gạ không ta? Gạ còn khá là cao á. Đã chơi tiếng máy kìa. Tiếng máy của mấy cái bô đúc gầm bây giờ là vậy không đó các bạn. Nghe nó phê lắm. Tà này chạy nhanh ha, sơ nhanh ha. Đó, siêu nhân gao Kubota L5018. Đã chưa? Đó. VN nha các bạn, Việt Nam. Dàn này dàn Shiboga hay gì ta? À, 5018 thì có thể gọi là 6040 thu nhỏ nha các bạn. Tại vì nó xài máy 2403 đó. Không có tục bô, cho nên 50 mã lực. 6040 với tục bô 60 mã lực. Nhưng mà 6040 nó là dòng máy lớn, nó dòng em rồi. 5018 này thì dòng L. Cái này thì ổng chỉ mới vô sớ rồi. Mới sớ bên này. Bên này còn nước không. Đấy, 5018 với 494 là hai cái dòng phổ biến nhất ở cánh dưới này. Mấy dòng đầu mới á, dòng đầu mới có 5018 với dòng 494. Đấy, 5018 trở lên không mà nha, chứ 4018 4708 là ở cái vùng này hồi nào giờ là chưa có luôn, chưa gặp luôn. Mình chưa quay được luôn. Có thể là người ta không có chuộng mấy cái dòng đó. Tại vì từ 5018 trở lên là nó quá vừa xài rồi. Mấy con mà dưới 50 mã lực, 4 mấy mã lực đồ là mấy con ở để chạy cuốn gươm là đa số. Siêu nhân gao biến hình nữa, thấy chưa, nhìn đẹp ghê. Mấy dòng máy nhỏ đời mới thì như 4708 với 4018 với 30 hay là 37 vậy mình quên rồi. Thì hình như mình chỉ gặp là ở miền ngoài người ta mới có xài thôi. Miền Tây thì lầy nhiều nhưng mà máy nhỏ quá thì làm không nổi. Cho nên mấy cái máy tầm trung như vậy thì nó quá vừa xài rồi. Cùng mã lực với 5018 thì có con 5000 nha các bạn, 5000 VN á. Nhưng mà 5000 nó là dòng máy lớn à. Nó cũng là máy 2403 đó, chung một máy với 5018, chung máy 6040 đó. Nhưng mà con 5000 nó là dòng em nên dòng lớn à. 5000 tính ra thì nặng xác hơn con này. Con 5018 này thì thuộc dòng nhỏ cho nên nó nhẹ xác nó đi lầy giỏi hơn con 5000 kia. Đã không? Bánh bơ vô là bơ sướng luôn. Con 5018 này nó bắt cặp với 4508 nè, gọi nó chạy cho mà coi. Sớ là hai con sớ mà cấp kỳ luôn. Bắt cặp mà đi bánh bơ á. Đất nó quá gà. Dàn này 2m, 2m2. Như 2m. Ồ, 2m2. Xong rồi đó. Còn bên này. Ô bên này là 2 công. Ô đằng sớ là 2 công. Oh wow. Ghê không? Chạy đúng đã luôn, bánh bơ vô nó bơ sướng luôn mấy chỗ này. Chưa qua nè. Tăng tốc. Tăng tốc dòng bìa. Mấy cái bô đời mới bây giờ gọi là bô tăng thờ đi. Là mấy con đời mới nhỏ nhỏ bây giờ bô toàn đúc dưới này không. Mặt sức mà phà hơ ra, mặt chất mà hụ luôn. Nghe tiếng máy là chất lừ luôn.
bên bờ thì có hai tắc à, bên nhỏ. Đầu trước nó bư đã không? Chỗ này à. Vô luôn à. Giống anh bơ vô một sức bơ. Em có đi quay tới là đồng mặt lum dưới nữa hả? Là đâu? Mặt lum ở Kiên Giang. Đây tiếp qua đây nè. Cái ô này nó cũng chẳng ai hơn cái ô bên kia. Đó, bây giờ cái góc bên này cũng chìm bẹp nè. Trời ơi. Ngược nắng rồi nha các bạn, cho nên nó hơi đen, hơi tối xíu. Nó bên này qua bên này chạy là nó cực hơn bên kia rồi đó. Bên này đất nó lúng hơn, nước nó nhiều hơn nữa nè. Cũng một ô quá đó. Nhưng mà sớ bên bên ít lúng bên kia trước. Bên bờ này vô chạy rất lúng còn mới đã. Dạng này không phải Siboga nhưng vẫn không biết dần gì. Dần cái đĩa đó mà không biết dần gì. Thôi nghe đã không? À, mẹ cái hơi lúc nào nghe nó lực. 2403 thì hiện tại theo như mình biết là nó trên 5018 M5000VN 6040 máy cắt 6070 đó. Còn dòng nào khác nữa thì mình chưa có quay được, cho nên chưa có cơ hội để tìm thông số. Qua 4508 thì nó thành nó xuống thằng 2203 lốc xám rồi. Qua cái miếng này cái này đất này mà đi bánh lòng vô là rồi luôn, nghiêng kiểu như hồi nãy nó sập xuống một cái là ngồi móc. Ngày sướng rồi chứ. Mấy thằng 494 đồ, 514 đồ cái hờ máy cũng u.
dịch nó còn sót nó mấy con nữa. Trên này nó lên hết rồi. 2018 này nó sới khô cũng ok lắm nha các bạn. Nhỏ nhỏ sới khô cũng phê lắm. Nhiều trời, cắt quá cao. Ở mấy cái vùng này bây giờ chỉ có cứ hai cầu mà triển khai thôi. Một cầu là chua lèm chua lét luôn, chỉ còn máy hai cầu với mấy con, hai cầu mà máy nhỏ nữa chứ không được máy lớn nữa, với mấy con mà xe tay đó, với mấy xích thôi. Dùng lúng cánh hú tăng đó. Vô hà thu nó cũng phơi pha dữ lắm. Con này là bộ 3 mà hôm trước mình quay có một con 4508 mới với hai con 5018 nha các bạn. Quay ba con vừa sớ vừa dí chuột bắt đó. Direct injection. Con này hình như không có dán cái dòng đó. 4508 này có dán. À, 5018 này nó chạy một cặp với 6040. Các bạn nhìn xa là nhìn cái dán á, nhìn là hai con có cỡ màu à. Nhưng mà nhìn gần mới thấy là 5018 này nó nhỏ hơn nhiều. Nói chung nhìn xa, nhìn từ xa trong đồng đang chạy hai con là khó phân biệt được á. Nếu mà máy còn sạch sạch thì cứ nhìn cái ốp lưới đó, ốp lưới với cái bồ của 6040 thôi. Ốp lưới của 5018 này nè, ốp lưới dây nhiệt hai bên đó. Phơi pha không? Hôm đó ba con chạy cái ô nó giấu máy kéo cũng nhiều, bừ thế mà mê luôn.